28. Ôi trời ơi, cháu thế này là muốn làm đại tiệc mãn hán hay sao? Không phải đâu, không phải bệnh dạ dày của mẹ chồng cháu lại tái phát rồi hay sao? Cháu nghĩ làm bánh tứ hỷ hải sản cho bà ấy rất muốn ăn. Chưa từng nghe nói người nhà giàu đúng là nguy hiểm. Cháu nói xem thế này thì nấu thế nào? Nấu thế nào? Không phải có lẽ là cháu mua nhiều quá rồi. Người ta nói lấy hai lạng thịt hải sản này, sau đó xay nhão là được. Phức tạp vậy sao? Cũng ổn mà cô. Cái bà mẹ chồng đó của cháu sao mà khó hầu hạ quá vậy? Bác à, bác giúp cháu đi. Cháu muốn mượn cơ hội này làm dịu quan hệ với bà ấy. Giúp? Bác không giúp cháu thì ai giúp cháu đây? Cảm ơn bác. Thế này, chúng ta phân công đi. Cái đó, cháu móc hết thịt trai xong với cả ốc này ra nữa. Dân, cái này cua và tôm để bác cho. Dân ạ. Hài lòng rồi chứ? Hài lòng, hài lòng. Mệt thật thế này còn ngốc nghếch vui vẻ nữa. Đi qua đây. Thế này cũng không biết bà mẹ chồng thích gây chuyện đó của cháu sẽ thế nào nữa. Chắc chắn là rất vui rồi. Bác giúp làm thì ngon thế nào chứ? Cảm ơn bác. Cái đó cháu về nhanh đi, không còn sớm nữa. Bác là tốt nhất với cháu. Cháu đi đây bác, đi nhanh đi. Đi 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 đi. Alo, Vivi. Tại sao em lại không nghe điện thoại chứ? Em về chỗ có ba mẹ em. Sao vậy? Có phải mẹ của anh lại chọc gì vào em rồi hay không? Làm gì có nhiều chuyện không vui như vậy chứ. Em về để chuẩn bị bất ngờ. Thật sao? Bất ngờ gì thế? Về là anh biết thôi. Em về trước đây chồng à. Tạm biệt. Làm gì thế? Mùi này thơm thế. Nào, mẹ mau ngồi xuống đi. Gửi mà mẹ cảm giác giống như mùi ngày mẹ còn nhỏ nhà chúng ta ở Đỗ Đài. Mũi của mẹ cháu đúng là nhạy quá. Bánh tứ hỷ cá tôm sông tươi. Xem gì của con có lòng chứ này. Chị cũng chỉ nói như vậy thôi, em còn làm thật. Mẹ, cả thành phố chỉ có phần ăn này, nơi khác không ăn được đâu. Được rồi, con đừng có nói như vậy. Cũng không phải con làm mà. Cái này cũng rất ra dáng. Trở về con ghi hết lại, dùng nguyên liệu gì, gia vị, độ lửa, ghi chép cẩn thận một chút. Xong rồi thì dạy cho đầu bếp đó. Yên vũ tiêu tư của chúng ta có thể tung ra món này. Được. Em làm gì có tay nghề này. Đây là Vivi nấu đấy. Chị nói sao mà tanh quá vậy? Mẹ, vừa rồi không phải mẹ còn nói thơm hay sao? Hay là nếm thử trước đi mẹ. Nếm thử trước đi. Thử gì mà thử, tanh thế này. Mẹ ngửi cũng thấy buồn nôn quá. Mẹ không ăn nữa đâu. Đúng là làm khó nhà thiết kế lớn của chúng ta rồi.
Em nói xem, một mình em mua hải sản gì đó là bánh tứ hiển gì đó chứ. Có đau không? Đau thì không sao, chuyện này cũng không có gì hết. Quan trọng là bỏ nhiều công như vậy, mẹ của anh vẫn không thích. Làm sao bây giờ? Mẹ của anh có thích hay không, anh còn không biết hay sao chứ? Em cứ yên tâm đi, món ngon mà giờ anh tốn công như vậy nấu ra, anh nhất định sẽ khiến cho mẹ của anh ăn hết sạch không sót miếng nào. Xấu xí. Nửa đêm mà con làm gì thế? Bánh hải sản mà Vivi nấu, không ăn thì lãng phí quá. Nửa đêm ăn không tốt cho dạ dày của con đâu. Nhưng mà cũng không thể đổ đi được. Mẹ, mẹ ngửi xem. Thật đấy, nấu thơm lắm đó. Mẹ ngửi đi, ngửi xem. Thơm không? Thơm đúng không? Hay là mẹ thử một miếng đi. Không phải mẹ muốn thử cái này đâu, mẹ sợ cha đạp đồ. Được rồi, con biết rồi, không ăn thì lãng phí lắm. Được rồi. Nhanh đi, mẹ ngồi xuống nếm thử. Thử một miếng, đừng nhìn nữa, người ta ngủ lâu rồi. Mẹ nhìn cái gì, mẹ cứ giả vờ đi, mau ăn đi. Sao một miếng to thế? Mẹ thử xem. Ngon phải không? Vivi à, sao em dậy rồi? Thế nào, có ngon không mẹ? Nghĩ tới nhiều năm như vậy, con nói xem. Thứ gì chỉ cần vừa vào miệng, thứ đầu tiên mẹ nghĩ đây chính là nguyên liệu gì, gia vị gì, có thể đưa ra món ăn mới cho Yên Vũ Tiêu Tương của chúng ta hay không? Cái chức chủ tịch này thật sự quá mệt mỏi, thật sự khó khăn. Mẹ, mẹ xem, giống như mẹ tận dụng với đồ ăn vậy. Vivi người ta cũng dụng tâm, là một người con dâu tốt với mẹ. Người ta từ chỗ gì? Nghe nói mẹ thích ăn hải sản phải không? Thích ăn món này. Hôm nay người ta một mình chạy tới chợ hải sản, mua các loại hải sản, lựa chọn tỉ mỉ, bận rộn cả buổi chiều, đến bữa trưa cũng không kịp ăn. Con có ý gì chứ? Vợ của con vất vả có phải hay không? Cô đau lòng cô ta hay sao vậy? Không phải đâu mẹ. Nếu mà mẹ nói như vậy thì con cũng hết cách. Ngược lại con cảm thấy cô ấy rất giống một người. Giống ai? Giống mẹ chứ giống ai? Mẹ còn nhớ hay không? Lúc nhỏ, nửa đêm con nói muốn ăn bánh bao. Khi đó lúc việc làm ăn của nhà chúng ta đang bận rộn, nửa đêm mẹ về, thấy con vẫn ở đó ầm ĩ, mẹ chẳng nói hai lời, quay người ra ngoài chạy đi xa quay về, mua bánh bao về cho con. Vừa vào cửa thì ngã sấp mặt, mẹ còn nhớ hay không? Chân còn bị trật nữa, sao con không nói? Đúng thế. Còn nói nữa, thằng nhóc con lặng lẽ ở đó ăn, chẳng thèm quan tâm tới mẹ. Con không nghĩ xem, mẹ của con lúc đó cũng rỗng bụng, cũng không để lại một cái. Lúc đó con còn nhỏ, không hiểu chuyện gì hết, cũng không hiểu hiếu thuận là gì đúng không? Hiện giờ hiểu rồi chứ? Hiện giờ đương nhiên là hiểu rồi. Không chỉ con hiểu, mẹ xem con dâu của mẹ làm bánh hải sản cho mẹ, đây có phải là hiếu thuận hay không? Bằng với hiếu thuận thay cho con trai, đúng không? Sao lại lảm nhảm đến cái này rồi? Nói tới nói lui là nói cô ta hiếu thuận đúng hay không? Thôi được rồi, phí công nói. Bánh hải sản này vẫn không hợp dạ dày của mẹ.
Mẹ, con xin lỗi mẹ. Cái đó, sao hôm nay dậy muộn thế? Dạ, con xin lỗi. Tối qua con mệt quá cho nên con dậy muộn. Sức khỏe không tốt thì đừng dậy dò mãi nữa. Giữ lại chút thể lực của mình đi. Dạ, bây giờ con chuẩn bị bữa sáng cho mẹ. À đúng rồi, mẹ muốn uống cà phê do con pha. Mẹ muốn uống một ly cà phê do con pha. Còn nữa, bánh sandwich đó cũng được. Mẹ, cái đó, buổi lễ trao giải ngày mai, con có thể đưa Tư Tiến cùng đi không ạ? Đó cũng không phải giải lớn chính phủ gì đó, con đưa theo người nhà sao? Được, không sao đâu, các con muốn đi thì đi đi. Dù sao nó cũng là giải thưởng. Ăn mặc đẹp một chút, đừng mặc đen quá nha. Cảm ơn mẹ. Đầu tiên, cảm ơn sự có mặt của các vị tới tham gia tiệc cảm ơn của tôi và Vivi. Tôi muốn nói với mọi người là xin lỗi. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì hôn lễ này vô cùng đơn giản. Nhưng mà bất luận thế nào thì tôi vẫn phải cảm ơn mẹ của tôi, bà Dương Tuyết Mai. Cảm ơn ơn dưỡng dục của mẹ. Cảm ơn mẹ có thể đồng ý cho con và Trương Vi kết hôn. Đợi Trương Đình tìm bạn gái chuyển ra ngoài, đợi tôi tìm được công việc cũng rời đi. Thầy Trương à, anh thật sự trở thành cô độc lẻ loi rồi. Chúng ta nuôi bọn nhỏ, từng đứa lớn lên, sau đó liền từ từ già đi. Cũng hết cách rồi. Số mạng giống nhau. Trương Đình lại chuyển đi. Nhà này thật sự trống không rồi. Bác nó à, may mắn có chị ở đây. Bằng không tôi đến người nói chuyện cũng không có. Còn không phải hay sao? Người già rồi thì phải có người bầu bạn, có người nói chuyện. Chị không được chuyển đi đâu. Mà chị có thể chuyển đi đâu được? Tôi, cái đó tôi cũng không thể ở đây mãi được. Đâu cũng không được đi. Cứ ở lại đây đi. Đây là nhà của chị mà. Tôi muốn nói với các vị có mặt, thực ra hôm nay chúng tôi đứng ở đây chính là một chuyện hạnh phúc. Tôi hy vọng mỗi người các vị đều có thể tìm được tình yêu thật sự. Hơn nữa nhất định phải kết hôn với người các vị yêu. Xin lỗi cô, hình như là cô ngồi sai chỗ rồi thì phải. Đâu có ngồi nhầm đâu. Hôm nay ở đây tôi có hẹn với người ta rồi. Tôi chính là Trần Giai Tử đây. Cô chính là Trần Giai Tử hả? Này,
bức ảnh này của cô với người thật có hơi khác biệt đó nha. Vậy sao? Tôi xem nào. Bức ảnh này đã chỉnh sửa qua rồi. Bình thường tôi đều trang điểm thế này. Thế nào? Siêu bá khí phải không? Bá khí, rất bá khí. À đúng rồi, cô xem. Cô muốn gọi máu gì? Tôi xem nào. Cái này đều là gì chứ? Thứ gì đây? Cái gì đây? Chẳng có chút phẩm vị nào hết. Anh tự mình gọi của anh đi. Tôi tự mang theo rồi. Thế nào? Được chứ hả? Bạn của tôi mang về từ châu Phi đấy. Này, đây là cái gì? Thứ này là đồ chứa hàm lượng protein cao, còn dưỡng nhan nữa. Cái này ăn được sao? Quá ngon. Siêu ngon đó. Nào, anh cũng làm một miếng đi. Nào nào, đừng. Thật sự không cần, thử miếng đi. Làm miếng đi mà. Đừng mà, ăn một miếng đi. Thử xem. Cô Trần à, cô ăn thông thả đi. Tôi còn có chút việc. Tôi đã thanh toán rồi. Anh đừng đi mà. Anh thử miếng đi. Điện thoại nè, không cần nữa hay sao? Vậy thì chúng ta hẹn lại hôm khác nha. Tôi đi trước đây. Nhát gan thật chứ. Cô chủ về rồi hay sao? Ba mẹ của tôi có nhà không? Đang ở phòng khách đó. Mẹ, về rồi sao? Con về phòng trước nha mẹ. Con đứng lại cho ba. Con nhìn con xem. Trang điểm không ra thể thống gì hết. Bộ đồ này của con là sao? Con để kiểu tóc gì đây? Con là đại tiểu thư nhà họ Trần mà. Bộ dạng này của con là sao? Con đã nói với ba rồi, con không muốn đi xem mắt. Ba mẹ cứ ép con phải đi xem mắt. Giải tử, con còn cứng miệng với ba của con nữa hả? Nhanh giải thích với ba của con đi. Anh ta không vượt qua được bài kiểm tra. Con chỉ dùng chút mánh khóe để dọa anh ta thành ra như vậy rồi. Căn bản không xứng với con mà. Con còn già mồm. Con biết trong điện thoại lão Châu nói thế nào không? Mặt mũi của ba bị con làm cho mất sạch rồi. Hiện giờ ở bên ngoài lưu truyền, con gái của Trần Vĩ Thành này bị chồng tương lai dứt bỏ, khiến tinh thần bất ổn. Con trai của mình không có tiền đồ, còn đi nói xấu người khác. Ba cũng đừng giận nữa. Con còn nói, lần đầu tiên để người ta đợi cả 3 tiếng đồng hồ. Lần trước con gặp Tiểu Lưu thì dỗ cho người ta cả người dầu mỡ. Lần này thì sao? Lại dọa cho Tiểu Châu chạy mất. Con muốn sau này ba làm sao đối diện với những người bạn này? Giai tử, mẹ biết trong lòng của con khó chịu, nhưng mà tốt xấu gì những người này đều là người quen thân với ba của con. Con chà đạp bản thân thế này, ba của con mất sạch mặt mũi, con có hiểu hay không? Con nói rồi, con không muốn xem mắt. Cứ như thể là con không lấy được chồng vậy. Vậy được, người ba chọn cho con không thích. Con muốn người thế nào đi? Không phải ba một mực phải gả con đi. Tốt xấu gì con là con gái của Trần Vĩ Thành này. Ba mẹ làm như vậy đều là vì tốt cho con thôi. Ba, nếu như ba thật sự vì tốt cho con, vậy thì nên hiểu cho con đi. Ba tìm nhiều người như vậy đến xem mắt với con. Cách làm này của ba chính xác là sát muối vào vết thương của con đó. Con có điểm nào không bằng người phụ nữ khác? Vì sao ngày đính hôn chồng chưa cưới của con kéo người phụ nữ khác chạy mất? Giai tử, mẹ đừng nói nữa. Mẹ tưởng là con muốn thế này hay sao? Con biết ba mẹ muốn nói con đang chà đạp bản thân. Con nói cho ba mẹ biết, con thật sự không có. Con chỉ muốn tìm một cách để phát tiết mà thôi. Hiện giờ con chẳng quan tâm gì nữa. Cho dù không có tình yêu và hôn nhân, con cũng sẽ không để cho người phụ nữ cướp đoạt tình yêu đó sống tốt.
Có phải là con điên rồi hay không? Con điên rồi đó. Ba mẹ cứ coi như chưa từng sinh con ra. Giai tử, con tỉnh táo lại một chút đi. Chuyện của con không cần ba mẹ lo. Giai tử, em xem, con gái ngoan cho em sinh ra đó. Anh đừng tức giận nữa mà. Mẹ à, chúng ta đi thôi. Cũng không phải con đoạt giải, con mặc thế này làm gì? Vivi đoạt giải, con là chồng của cô ấy, con tự hào. Đương nhiên con phải mặc nghiêm chỉnh một chút rồi. Mẹ, em mặc thế này được không? Được, rất đẹp đó. Cái gì mà đẹp chứ? Thế này không phải con đoạt giải hay sao? Có thế nào con cũng phải mặc lễ phục chứ. Bằng không con cũng không đủ tôn trọng ban tổ chức. Trang sức gì đó cũng không đeo, chỉ mặc không thế này sao? Lát nữa con đeo một cái hoa tai là được. Mẹ không hiểu, hiện giờ chú trọng khiêm tốn không xa hoa. Thế này rất đẹp mà, rất đúng mực. Có khiêm tốn hơn nữa cũng không thể mặc như thế này, cứ như dội về chiều tan. Thôi được rồi, hai đứa cứ mau đi đi, không lại muộn mất. Được, một con đi đây. Con đi đây thưa mẹ, đeo chút gì đó đi. Em còn bảo vệ cho chúng hay sao? Mặc như vậy khiến người ta chê cười, cho rằng con dâu nhà lão Lý mặc đồ không đúng mực như vậy. Lần này nghe chúng trước, lần sau nghe chị, không phải là được rồi sao? Em giả bộ ngớ ngẩn hay sao? Trà vừa pha cho chị thử xem. Cảm ơn mọi người. Giải thưởng này là giải thưởng đầu tiên tôi giành được về phương diện lập kế hoạch. Tôi tin rằng vì nó, tương lai của tôi sẽ càng kiên định bước về phía trước, sẽ càng cố gắng hơn để bản thân trưởng thành nhanh hơn. Tin rằng tôi sẽ lấy được thành tích tốt hơn. Cuối cùng cảm ơn người nhà của tôi. Vì mọi người, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ bước lên về phía trước. Cảm ơn mọi người. Mẹ nuôi à, đây là đèn con đặt với bậc thầy ở bên Tây Ban Nha, là đặc biệt tặng cho anh Tư Tiến làm quà tân hôn đó. Có đẹp không mẹ? Đẹp lắm. Con xem màu đỏ này chuẩn chưa? Đường nét cũng đơn giản nữa. Anh Tư Tiến có ở nhà không mẹ? Chị dâu cháu giành được giải thưởng lớn. Tư Tiến đi cùng con bé đến tham dự lễ trao giải rồi. Không ngờ chị dâu còn là một phụ nữ mạnh mẽ. Con bé không chỉ là người phụ nữ giỏi trong sự nghiệp, hơn nữa con rất hiếu thuận với trưởng bối. Con bé còn đặc biệt nấu món đặc biệt mà mẹ nuôi cháu thích ăn nhất. Cô uống trà đi giai tử. Cái đó mẹ nuôi à? Con dâu hiếu thảo với mẹ chồng, con thấy là chuyện nên làm thôi. Nhưng mà con cứ nói thẳng vậy. Mẹ xem, tuy con học ở nước ngoài trở về, nhưng mà trong xương cốt của con vẫn vô cùng truyền thống. Con cảm thấy phụ nữ một khi đã gả đi rồi thì chuyện gì cũng phải nghe theo nhà chồng hết, lấy lợi ích nhà chồng làm trọng. Mẹ xem chị dâu cả ngày ở bên ngoài làm việc, làm gì có thời gian để chăm sóc cho anh Tư Tiến. Hiện giờ chị ấy đã đường đường là mợ chủ của Yên Vũ Tiêu Tương rồi, mà vẫn ở lộ mặt ở công ty nhỏ không tiếng tăm đó. Mẹ nói xem, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không hay thế nào chứ. Con nói như vậy, mẹ thấy đúng là có chút đạo lý đó. Trước đây mẹ cũng không nghĩ tới. Đúng thế, mất sạch mặt mũi rồi mà mẹ vẫn còn thấy đẹp. Mẹ nuôi, ngày mai mẹ có sắp xếp gì không? Không. Vậy Tư Tiến và chị dâu họ không ở cùng mẹ sao? Ngày mai chú phải về lại mặt. Mẹ ở nhà một mình thôi. Thế này đi, con biết một nhà hàng mới mở, đồ ăn ở đó cũng được lắm. Hay là chúng ta đi thử đi mẹ. Được. Cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Trương Vi,
Sếp Cao, đã không phải sếp Cao nữa rồi. Chúc mừng cô nha. Tôi giới thiệu với anh một chút, chồng của tôi Lý Tư Tiến. Chị này là sếp Cao. Chào anh, thường nghe Vivi nhắc tới anh, hân hạnh. À đúng rồi, chuyện lần trước thật sự phải cảm ơn anh. Về sau Troy dẫn theo em trai của anh ta trở về Singapore rồi. Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà. Lại nói tổn thất của chúng tôi cũng đã đòi lại được rồi. Lúc chúng ta kết hôn, vì sao sếp Cao không tham gia? À đúng rồi, cái đó Trương Vi đã gửi thiếp mời cho tôi. Chỉ là lúc đó công ty vừa mới bắt đầu làm vài việc, cho nên tôi không đi được. Sếp Cao đã gửi tiền mừng cho mình lớn lắm. Cảm ơn. À đúng rồi, vài ngày nữa công ty tôi khai trương. Nếu như rảnh, hai người đến cổ vũ nha. Được, được mà. Đến lúc đó tôi và Vivi nhất định sẽ đi. Được rồi, và hai người nói chuyện trước đi, tôi đi nha. Được, tạm biệt. Cảm ơn sếp Cao. Vivi, tối nay em thật sự rất khác. Sao em lại khác chứ? Em căng thẳng chết đi được. Thật đấy, có phải xấu lắm hay không? Ai nói chứ, em không biết đâu. Vừa rồi lúc ở trên sân khấu, có thể nói là sức hút tỏa ra bốn phương, chói lọi rực rỡ, không gì sánh bằng. Vậy thì anh có tự hào về em hay không? Vậy còn phải nói nữa sao? Anh không giấu gì em, cho dù Yên Vũ Tương Tương lên sàn, có lẽ anh cũng không kích động như vậy đâu. Cho nên anh đã đưa ra một quyết định to lớn. Cái gì chứ? Anh quyết định ủng hộ em tự do tung bay trong trời đất hoạt hình rộng lớn này, phát huy tài năng của em, trở thành tiên phong tương lai trong nghề. Cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của chồng em. Lần này thật sự rất dễ chịu đó. Vivi, anh thật sự tự hào về em lắm. Sau này anh sẽ hộ giá hộ tống cho em. Cảm ơn chồng. À đúng rồi, cảm ơn anh để mặt em thay cho em trai Roy một lần. Trên thương trường mà, có thể khoan dung được thì khoan dung đi. Em không nói, thật ra anh cũng sẽ tha cho anh ta thôi. Hôm nay em đã biết rồi, người đàn ông mà em lấy là một người đàn ông vô cùng độ lượng, sẽ không tính toán chi ly, dùng đức báo quán. Tốt thật. Anh nói xem, tương lai Trương Vi em thật sự là một mảng tươi sáng rồi. Vậy nói như vậy, hào quang trên người của anh hiện giờ có phải đã khiến cho em chói mắt đến không mở nổi ra rồi hay không? Không mở nổi nữa. Ngôi sao hôm nay không phải người khác mà chính là anh. Vậy thì em chuẩn bị khao anh thế nào đây? Về nhà đi rồi anh sẽ biết. Đi, đi thôi. Gia Tử, mẹ, con ra ngoài ăn cơm. Sao, tâm trạng của con tốt hơn rồi hay sao? Mẹ, trước đây con làm gì có hơi sốc nổi, khiến cho ba mẹ lo lắng cho con. Chuyện xem mắt tạm quản lại đi, qua một thời gian được không? Ba mẹ cũng sợ con bị tổn thương thôi. Được rồi, chỉ cần con không đâm đầu vào bế tắc, mẹ ủng hộ cho con. Vậy con đi đây. Thầy Trương à, sao thế? Hôm nay Vivi lại mặc một chút cá tươi ăn. Chàng trai, con mua cá sao? Cá này bán sao? Con lớn 18, con nhỏ này 16. Đắt thế hay sao? Rẻ chút đi. Rẻ chút đi. Cái này thật sự không rẻ hơn được nữa. Nhập hàng cũng không có cái giá này. Rẻ chút đi, tôi mua nhiều một chút là được. Vậy hay là 17? 16? Vậy 16 thật sự không được. Bớt tận 2 tệ thật sự không được đâu. Mua tận mấy con, cậu xem cậu. 17, được rồi, mua nhiều. 17, ba con nhỏ một chút. Nhỏ một chút đi, được. Con đó, một con to một chút là được. Ba con, ăn không đổi. Sao lại ăn không đổi chứ, Vivi thích ăn lắm. Lý Tự Tiến còn về nữa mà. Rốt cuộc mấy con đây? Ba con, ba con. Được, được. Chậm thôi, chậm thôi. Tại sao tôi lại không mang theo ví? Tôi cũng không mang tiền theo.
Tại sao anh lại không mang tiền? Anh xem anh, chị còn nói tôi nữa. Không phải là chị cũng không mang sao? Không phải tôi nghĩ cùng anh ra ngoài. Chàng trai, cái đó, xin lỗi nha. Chúng tôi quên mang theo tiền rồi. Đùa hay sao? Con cá này cũng đã đập cho ông bà rồi. Bây giờ ông bà nói với tôi quên mang theo tiền. Không phải thực sự là quên mất mà. Xin lỗi nha, bảo ông bà đừng trả giá. Giá cũng đã giảm cho ông bà rồi. Cá cũng đập cho ông bà rồi. Bây giờ ông bà nói với tôi không mang tiền là sao? Vừa mới sáng ra là chơi tôi đúng không? Không phải, thực sự không phải mà. Chú à, sao vậy? Mua cá quên mang tiền. Anh xem, hai ông bà già này sáng sớm ra đến mua cá của tôi. Cá của tôi cũng đã đập giúp họ rồi. Bây giờ nói với tôi không mang tiền là sao? Anh đừng nói nữa, bao nhiêu tiền? Cái này 30. Tại sao lại chơi cậu chứ? Cậu xem cậu nói chuyện kìa. Không sao. Nào, mua cá sao? Thật là về nhà ăn cá. Thanh, chào người lớn đi con. Cháu chào ông bà. Chào cháu. Cậu nhóc nói chuyện thật khó nghe. Cậu xem, vội vàng không mang theo tiền đúng không? Già rồi. Được rồi, cầm lấy đi. Được rồi, đi thôi. Tôi cầm giúp chú. Để tôi, cảm ơn. Không sao. Có 30 tệ thôi mà. Thật là cao à. Thật sự phải cảm ơn cậu đó. Cậu luôn giúp nhà chúng tôi. Vừa hay hôm nay gặp mặt, lát nữa đến nhà ăn cơm nha. Bác, cơm thì chắc chắn không ăn được. Chú à, chuyện mấy chục tệ, chú xem, chú khách sáo quá rồi. Chuyện nào ra chuyện đó. Hôm nay may có cậu. Đúng thế, đi. Nếu cậu không đi thì tôi sốt ruột lắm đó. Hai người khách sáo quá rồi, chắc chắn cháu không ăn được đâu. Không đi thì tôi sốt ruột lắm. Thành có đi không? Dạ đi. Cậu xem, Thành cũng đồng ý rồi. Đi thôi. Đi nha, nấu món ngon. Cháu thích ăn gì? Cậu thích ăn gì? Không có gì đâu. Rốt cuộc là làm sao? Dục nợ. Dục nợ gì chứ? Một nhà hàng mới khai trương đã đặt ở chỗ tôi một lô qua, đến giờ vẫn chưa thanh toán. Bao nhiêu tiền? 48.000. 48.000. Quán này. Trương Đình à, chuyện này tôi tự mình giải quyết được. Trương Đình. Quang Ngân ghé qua. Làm gì vậy? Này là sao thế? Điên rồi đúng hay không? Làm gì thế? Khốn nạn. Anh bình tĩnh đi. Cậu chủ ra đây. Anh bình tĩnh đi. Anh là ai? Anh là ai? Dám gây chuyện ở chỗ tôi. Người anh em, tôi đã đắc tội chỗ nào với cậu? Ông là ông chủ phải không? Đúng. Sao vậy? Thanh toán khoản nợ của Lạc Lạc cho tôi. Khoản nợ gì? Sao tôi không biết? Đừng có giả ngơ với tôi. Có thanh toán hay không? Khách sạn của tôi vừa khai trương. Cậu đã đến. Sao cậu động tay động chân vậy? Khốn nạn. Qua đây. Ai qua đây tôi đánh chết kẻ đó. Nghe thấy không? Thằng nhóc, cậu muốn thế nào đi? Tôi muốn thế nào sao? Ông đừng cậy nhiều người. Ông có giỏi thì bỏ tay ra cho tôi. Bỏ ra. Nói đi. Sao vậy? Thanh toán khoản nợ cho tôi. Đánh cho tôi. Đánh chết nó cho tôi. Đánh chết nó. Đánh chết nó đi. Mẹ nuôi à, hôm nay con đưa mẹ đến nơi này, mùi vị cực kỳ thanh đạm. Cháu của hoàng đế ở đó ngon lắm.
Không phải hai hôm trước dạ dày của mẹ không tốt hay sao? Nơi này thích hợp với mẹ đó. Vậy thì gọi điện cho Tư Tiến, bảo nó cùng đến ăn đi. Anh Tư Tiến đang bận mà. Bận hơn nữa cùng mẹ ăn bữa cơm còn không được hay sao? Lát nữa gọi à. Được rồi, được rồi. Lôi cậu ra lên cho tôi. Thằng nhóc này, có phục hay không đây? Có phục không? Phục cái gì? Còn cứng miệng. Mày còn cứng miệng nữa hả? Mày còn cứng miệng nè. Đừng đánh nữa. Còn cứng miệng hay không? Đừng đánh nữa mà. Cô tự mình đến rồi đúng không? Ông chủ à, xin lỗi, là cậu ta chưa rõ tình hình. Ông thả cậu ta ra trước được không? Được. Bảo cậu ta quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Tao quỳ cái gì chứ? Đừng có đánh nữa mà. Ông chủ à, ông thả cậu ta ra trước đi. Tôi bảo cậu ta xin lỗi ông. Được, thả cậu ta ra. Trương Đình à, mau xin lỗi ông ta đi, nhanh lên. Quỳ xuống xin lỗi. Quỳ xuống xin lỗi đi. Quỳ xuống xin lỗi. Tôi quỳ xuống xin lỗi ông. Được. Tôi quỳ xuống cho ông. Xin lỗi ông. Người anh em, lùi hết lại. Lùi hết lại đi. Lùi lại. Lùi lại cho tôi. Bằng không tôi giết ông ta đó. Lùi hết lại đi. Lùi lại. Tiền, đưa tiền đi. Nghe thấy không? Mau đi thôi, đánh nhau rồi. Mẹ nuôi à, mẹ xem. Đó không phải là em trai của Vivi sao? Người anh em, đưa tiền cho cậu rồi. Đúng là mất mặt quá đi. Đi mau. Lùi lại. Người anh em đừng mà. Lạc Lạc, đi trước đi. Nhanh. Lùi hết lại cho tôi. Lùi lại. Lùi hết lại cho tôi. Lùi lại đi. Cậu thả ra trước đi. Lùi lại. Bằng không tôi giết chết ông ta. Đứng im. Đứng im hết đi. Lùi lại. Lùi lại hết cho tôi. Lùi lại đi. Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Đuổi theo cho tôi. Cậu sao vậy hả? Chẳng nói chẳng rằng để đánh nhau rồi. Một mình cậu đánh lại được nhiều người như vậy hay sao? Đánh không lại thì sao? Đánh không lại cũng phải đánh. Không đánh thì lấy lại được tiền được sao? Cần tiền không cần mạng hả? Đúng. Vì chị, tôi có thể không cần mạng của mình. Khóe miệng chảy máu rồi kìa. Không sao. Da thịt của tôi dày lắm. Chút chuyện nhỏ này tôi thấy nhiều rồi. Qua đây tôi xem nào. Tôi xem nào. Con vịt nhỏ này hay sao? Một phát nhảy vào sông rồi, không tìm thấy nữa. Ba, đã nấu xong rồi hay sao? Vivi về rồi hay sao? Trương Đình cũng về rồi. Tư Tiến, Thành Thành, sao cháu lại đến đây? Chào cô Trương Phi. Được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn con, quà của bác. Cảm ơn, còn có cô bác nữa hay sao? Tốt thật. Đây là ai vậy? Con trai của sếp Cao, Cao Tường đó. Hôn một cái đi, chú đẹp trai. Đúng thế. Chào cháu, cậu nhóc. Không đẹp trai bằng ba cháu. Thành Thành, không được vô lễ nghe chưa? Sếp Cao, sếp Cao, sao anh lại ở nhà chúng tôi nấu cơm vậy? Chuyện này nói ra dài lắm. Cái đó chúng ta ăn cơm trước đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Được rồi, vậy chúng ta rửa tay trước. Được rồi, được rồi. Nhà vệ sinh ở bên trong đó. Nào nào, mau ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Nào nào, Thành Thành ngồi ở đây nè. Cháu ngồi đây. Ba, nào, chúc ba sức khỏe khỏe mạnh.
Nào nào nào, bác sức khỏe khỏe mạnh, sức khỏe khỏe mạnh vui vẻ. Thanh Thanh, khỏe mạnh trưởng thành nghe chưa? Nào nào nào, Trương Đình cũng về rồi hay sao? Anh rể sức cao, chuyện này là sao chứ? Để bác xem làm sao vậy? Bác xem làm sao? Chuyện này là sao vậy hả? Có phải là con đi đánh nhau với người ta rồi không? Sao thế? Không phải ba bảo con tìm Lạc Lạc về nhà ăn cơm sao? Về Lạc Lạc đâu? Về nhà rồi. Vậy miệng của em làm sao vậy hả? Lúc em đi, Lạc Lạc đang đòi nợ người ta. Em với cô ấy đi đòi lại khoản nợ về, liền biến thành như vậy.